Rồi chào tất cả bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Hôm nay là ngày 31 rồi anh em ơi. Chuẩn bị nghỉ lễ ha. Thì trước khi nghỉ lễ thì em làm một cái video này gửi đến anh em xem chơi ha. Rồi anh em nào mà trong thời gian nghỉ lễ mà không có đi đâu chơi thì rảnh coi video em chơi ha. Còn anh em nào mà có đi chơi thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh em ơi ha. Rồi ok, trước khi vào video anh em cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha anh em ơi. Nay em chọn ra cũng khá là nhiều hàng ở trong á ha. Con máy nổ nè, con máy xe 6 ngựa bơm nước nè, con máy nổ này 6 ngựa rưỡi nè, đó mấy đồ linh tinh chung cũng khá nhiều đồ. Phan từ tời đó, cưa xích ha, tôi cưa xích rất đẹp luôn, mấy cây à đó. Rồi bây giờ em cho quay chi tiết cho nổ từng cái luôn anh em ơi, báo giá luôn cho anh em ha. Ok, vô đầu tiên anh em ơi. Đầu tiên thì em có một cái con văn ma GA160 anh em ơi ha. Con này thì đầu trên đầu máy xới xuống anh em ơi, nó cũng không đẹp lắm ha. Bình dầu nè, bình xăng đó nè, đây nó cũng hơi ấy, bị xét xét ha. Nói chung là về tổng thể rất ok. 5 ngựa 8 nha anh em ơi, tua 1800 ha. GA160 mấy tua chậm, đây cốt nè, ok ngon lành anh em, có chốt luôn ha, chốt là quết luôn đó. Bình xăng, mở bình xăng cho anh em coi nè, đây khá ok ha, đó tương đối. Rồi máy là zin toàn tập anh em ơi, mình chỉ việc vệ sinh bình xăng con chạy thôi. Rồi, ok giật đi kéo le nè. Máy chạy thôi, nó chuẩn đét luôn anh em ơi, boe nó rất đẹp luôn nha, boe nó nói con này rất đẹp, giá tình thương thôi anh em ơi. Anh em về gác máy xới hoặc gác xuồng chạy đều được, ok hết em ha. Lên ga rất là ok luôn ha. Chạy rất là chuẩn luôn ha, đét luôn. Nãy mình rửa nó hơi dơ nè, rửa nó hơi dơ, hơi nước đó, què nè, kính mít ha, kính đét luôn nè. Tắt hả? Đây nè, chỗ đó đó cha, chậm vô đấy. Cái này cái đầu này thường thường cắt trên máy xới xuống nha anh em, cắt máy xới xuống nên anh em về gác máy xới hay gác gì cũng được ha. Nè, gác máy xới nó làm bo tròn chỗ này rất là đẹp nè, đây có nắp chụp đây nữa đó. Hoặc là anh em chạy xuồng làm đuôi tôm, chạy xuồng gì cũng được anh em ơi, nhạy lắm. Mình nói chung là kéo nhẹ chạy đó. Em thấy không? Anti hay chuyển nhận máy này xin toàn tập nha anh em ơi. Rồi con này em bán cho anh em giá 2 triệu nha, 2 triệu ha, 6 5 ngựa 8 ha, 5 ngựa 8. Rồi đó là con đầu tiên anh em ơi. Tiếp theo nè, con bơm nước Kuta anh em ơi. Con này thì ngoại hình cũng rất là đẹp luôn ha. Đó, con này 3.7 PS anh em ơi, GS 150 ha, máy đẹp. Chỉ có bình xăng lớn là hơi xấu rồi, bình xăng lớn mất lỗ đây nha. Đây con máy này thì lưu lượng là cột áp là 30m anh em ơi, khá cao nha anh em ơi, lưu lượng 600 lít trên phút ha. Máy này tua 3.6, con này là thường bơm nước là máy trực tiếp anh em ha, máy trực tiếp, đầu bơm rất là ok nè. Họng này như là nhiêu ta, 60 thì phải á, 560 gì đó ha. Đó có họng ga nè, có cái ren đồ luôn ha. Đây chung con này khá đẹp anh ơi. Nói chung là trước khi test thì anh em nhớ đổ nước vô ha, mình đã đổ nước vô rồi thì test thôi ha. Rất là im luôn anh em, chạy anti thôi. Rồi thì vậy ok. Rồi con này thì giá cũng 2 triệu anh em ơi,
3.7 ngựa ha. Đó. 2 triệu. Bình xăng lớn hay 6 thôi, còn lại ngoại hình rất đẹp ha, máy zin hết. Nắng quá nè mày. Nắng quá hơi chói luôn nè. Rồi tiếp tục là con máy chuỗi ha, của Mitsubishi. Con này thì 6 ngựa rưỡi anh em ơi. D65 á. Con này ngoại hình khá đẹp nè, chói quá để mình quay ra. Từ bên đây ha. Mặt trước nè. Có bình dầu luôn nha anh em ơi. Đó. AC Star. Nè, ga ha. Nè. Lốc led rồi rất đẹp ha, ốc ác là zin hết anh em ơi, chưa tháo chưa vùng hết. Chắc nước nè. Nó ok ha. Đó. Chớn nắp xi lắp con này anh em khỏi chê luôn nè. Ha, chớn nắp lắp trong nè, rất là đẹp luôn. Trong phiếu. Đây. Này là ga bờ cò đây ha. Đó. Bô này ngược lại. Chung anh em nào cần con máy chuỗi mà để bơm nước, bơm đồ thì đây. Thông tin nè, D65 nè anh em thấy không? Bơm nước, bơm đồ cần có bu ly sẵn luôn, hai rãnh ha. Đó. Bơm nước, bơm đồ mà cần con máy để bỏ đồng, bỏ ruộng hay là chạy oxy gì đó. Anh em bình dầu anh em đổ vô đây là dứt thôi. Ha. Rồi, cho nổ luôn đi. Này rất là... À, cái con này là mình còn miếng dầu đây ha. Mình cho tới nổ luôn anh em, còn miếng dầu trong đây nè. Đó, bóng báo nhớt trong đây ha. Đó. Lên ra được, lên. Đó. Mạnh lắm. Chạy con rất là im luôn em ơi. Nhẹ nhàng chạy anh em ơi. Đi. Cái bô bị ép lại. Thôi ép. Rất im luôn. Cái anti con này hơi bị đứng luôn. Cái bô bị ép lại đó chứ. Tiếc con này chưa kín nè. Cái công chỗ này nè. Nó ra yếu xìu à. Chạy cho điều á, chạy điều ra cho. Ra lớn cũng được. Nè báo nhớt, có báo lên xanh nè nè. Báo nhớt nha. Tại không siết chỗ này nè nè. Nói chung là máy rất chuẩn luôn anh em ơi. Zin toàn tập nha. Con này là zin toàn tập anh em ơi. Về anh em để cái bình dầu vô dứt thôi. Đâu làm gì thêm đâu. Ha. Bình dầu thôi kiểm tra. Và con này nước còn nước xanh luôn nha anh em ơi. Bển về là nước xanh còn luôn ha. Nè nè. Xanh ha. Màu xanh ha. Đó. Nước xanh nó còn luôn. Rất là good. Ha. Ủa con này chưa ghi giá hả? Con này giá... 5 triệu anh em ơi ha, 5 triệu nha. Cho máy 6 người rưỡi, 5 triệu máy chuỗi ha. Anh em để bình dầu vô chạy thôi. Và anh em nào cần cái bình dầu á, mình có cái bình dầu nha, bình dầu của NS80. Nó về anh em chế bát gì bắt vô đây cũng được, hoặc để trên cao cũng được, nói chung là cần thì mình cũng có một cái dư trong á. Đó, ha, cần gì ở em nha. Rồi. Tiếp theo anh đây. Tiếp theo có cái này đi. Cái này là một cái cát nước của con Kuta anh em ơi ha. Các nước này anh em có thể gắn được cho Kuta Z482, Kuta 66 đâu lại ha. Để con này hồi xưa là về trong Kuta 66 ra ha. Đó. Bao là anh em là không lủng con xì ha. Để thì nhìn nó bụi bụi dơ dơ thôi. Nè, cái bình nước phụ nó còn nước xanh luôn ha. Ở đây nó cấn xíu nè. Đó. Nó cấn nó dợp ấy thôi chứ nó cũng không lủng không xì gì hết nha. Bao anh em không lủng xì. Giá con này 700 ngàn nha anh em ơi. Ha. Về cho anh em gắn Z482. Có hai dây ống luôn nè. Ha. Thực tế mấy cái này nè anh em đi chịu đi mua cũng tốn 300 anh em ha. Mấy chục như gom hai cái lại rồi mấy cái này nè, tốn nhiều tiền. Đó, cái này thì anh em chịu nước nóng nước độ ok nè. Đó. Con này thì 700 ngàn ha, 700 ngàn nguyên cái cát này, giá chưa vào vận chuyển nha anh em ơi. Lưu ý giá này chưa vận chuyển hết. Rồi. Tiếp theo có cái đầu hơi này bữa giờ để trong góc mà tới giờ mới đem ra anh em ơi. Đầu này thì 5 ngựa nha anh em ơi. 5 ngựa của Isuzu ha, Isuzu là hàng của Mỹ nha anh em ơi. Đây. Isuzu Run Industrial Tectonic. Đọc tiếng Anh quá dữ luôn. 2304 Serino đây. Và con này sản xuất ở Ấn Độ anh em, Made in India nè, đó, Ấn Độ. Nè. Cái nút nhớt của Isuzu ha, mắt nhớt đây. Con này thì ok ngon lành hết, quay đi. Quay đó, quay kiểu ót ót hơi nè đó. Đó
ít nha. Đó. Đó, phun nước ra phòng phun ơi nè. Nè, hút ót ót ra nè. Rồi lắc nhẹ nhẹ, lắc tới luôn nhẹ nhẹ. Nói chung là cái đầu này bao cho anh em ok ngon lành hết ha. Nói chung là dên bọng hơi hám ngon lành hết ha. Đó, giá con cái đầu này 5 triệu ha. Anh em nào có cái bình nào 5 ngựa mà cái đầu hư á, giục cái này lên ha. Giục cái này lên là anh em dứt thôi. Ok ngon lành ha. 5 triệu cái đầu hơi. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Tiếp theo có mấy cái con kích đội thị lực anh em ơi. Kích của em Bắc ha. Cái dòng này là mới chưa xài anh em ơi, trong kho mình còn ít đó. Cái dòng này là anh em có thể tra model ha. B77 nè. En Bắc ha. Đó. À, cái này thì sản xuất ở China, nhưng thương hiệu này anh em ơi, thương hiệu này rất là đỉnh nha anh em. Đó. Anh em có thể tra cái dòng này đây, nó có bán mới rất là cao luôn, mấy chục triệu một cục không. B77 ha. Thì con này thì nó chịu được mắc của nó là 10.000 PSI anh em ơi, tương đương với 730 ha. 730. Còn anh em mà quy qua tấn trên mét thì anh em dựa vào cái đội nữa, nó liên quan đến cái đội nữa. Hàng này chưa xài anh em, bữa giờ để bụi thôi ha. Đây là anh em gặp gì ha. Nè, cứng ha, mình xả đây thì nhẹ nè. Đó ha. Này xả. Này siết lại nè. Đó, giật nè. Còn xuống ha. Anh em xả nè. Đó, bơm rất là ok luôn. Thì anh em về anh em chỉ dặn cái này ra, anh em bấm cái ống thi lực anh em đút vô đây và cái đầu kia anh em gắn vô đội thôi là xong anh em ha. Đâu làm gì thêm đâu. Còn bên đây đây nó có chỉnh cái gì nữa nè anh em ơi. Ha, anh em dịch giùm em ha, chỉnh cái gì nữa. Đó. Dặn qua dặn. Hay là vô nhớt ta không biết nữa. Nói chung nó chỉ á. Nói chung là bao cho anh em là cái đầu này ok hết. Cục này giá 3 triệu nha anh em ơi, 3 triệu nha. Cục này mới mắc lắm nè ha. Mới cực mắc ha. Mới cực mắc. 3 triệu cục này. Rồi, ok. Tiếp theo có một cái Eto hàm 150 ha. Giá cực kỳ tình hơn luôn. 1 triệu bạc ha. 1 triệu bạc anh em, hàm nè. Hàm này siết lại thôi, mấy ốc này siết lại thôi, hàm còn răng cưa nè. Quá ok luôn ha. Cúc tròn, cúc vuông, cúc tròn luôn nha anh em ơi. Đó. Mà nó bị si ba chao nên mà bán giá này anh em ơi. À. Của wood gì nè. Wood qua gân va đó. Nó bị dở cái là nó bị gãy cái này. Nó gãy là gãy đây, nó có khung ra đây để nó giữ được, giữ cái hàm này nè, để không lắc tới lắc lui nè anh em nha. Nó gãy chỗ này. Đó, ở đây thấy nó chấm bon hai ba cái đây nè. Đó, nó gãy chỗ này nên nó không có giữ được cái hàm, nó lắc tới lắc lui nha, chứ con máy rất là mới luôn. Con nhưng mà anh em kẹp bình thường ha. Lấy cái gì kẹp lấy miếng sắt không đó đó. Dặn vô kẹp ha. Anh em kéo ra ngoài thì nó quơ qua qua lại, nhưng mà anh em siết vẫn cứng bình thường nha. Cái miếng sắt đồng đó đó. Ha. Anh em giữ gì cho ngay là anh em siết là nó vẫn cứng, cứng cực kỳ cứng luôn ha. Đó. Tại nó bị gãy, gãy cái hàm để chịu lại cho nó ấy thôi. Đó. Anh em siết bình thường ha, đó. Siết cứng bình thường không ấy ảnh hưởng gì hết, nhưng mà khi mà anh em dặn ra nó không có cái hàm để nó giữ cái cúc vuông này nên nó hàm nó quơ qua lại thôi ha. Chứ anh em dặn ra bình thường nè. Xích gì nè, đó, nó không có cái hàm gãy chỗ này ra, nó không giữ được nên nó quơ qua lại, nhưng mà anh em siết là bảo đảm cứng, siết bự luôn vẫn cứng nha. Lấy cục cây kìa, cục gỗ sao kìa cho nó hàm bự kìa. Siết cho anh em coi. Siết là cứng bình thường hết, không có. Ha, siết là vẫn cứng, siết vô là bình thường hết anh em, nhưng mà khi mà anh em dặn ra anh em cảm thấy nó lắc vậy thôi ha. Nhưng mà nếu mà cái này là nguyên thủy mới ok, giá phải tầm 3 triệu mấy anh em ơi. 3 triệu mấy một con ha. Nên anh em mà thấy cảm thấy xài được thì ới ha. Đây 150 nè. Đó, xài được hết anh em ơi. Ví dụ về anh em mà chế cái, ví dụ như chế cái bàn nào ra chết một chỗ á, anh em sao làm cái khung này để cho nó đừng lắc là ok, ngon lành. Nặng lắm á, gần 30 kg nha anh em ơi, 27 kg mấy, gần 28 kg nè, không
Nói chung là anh em lưu ý nha, giá này chưa vận chuyển 28 kg thì anh em lưu ý tiền vận chuyển nha, khoảng trăm ngoài á, không rẻ đâu ha, là vai khoảng triệu mấy á. Con này nhưng mà em thấy như vậy ok anh em ơi, xài được mà, vấn đề gì đâu ha. Đó, nhìn nó hơi bị ometer chứ, quan trọng về anh em nào mà chế cái gì đó cho nó thẳng cái đường này ra nè, nó trượt trên đường này là nó không lắc thôi, bắt nó lên cái bàn nào đó cho chết chỗ vậy nè ha. Đây thẳng ra, đừng cho lắc tới lắc lui là ngon lành, anh em siết vô vô tư ha. Nè cây nè, hàng xịn anh em ơi, chứ không hàng dở mà không biết sao nấy, cốt dòng do đẹp cực kỳ luôn. Nói chung thì cây Eto này là độc nhất vô nhị nha anh em ơi, cái hàm có thể quay đường bên được nha anh em ơi. Đó, hàm nó quay gì luôn nha anh em ơi, quá độc nhất vô nhị thiệt á. Đó nha, ra xíu nữa anh em mới quay lên được. Đó, ra đây nó không có chỗ đỡ, nghĩa là nó quay vòng tròn luôn. Đó rồi, tiếp theo có mấy đồ điện linh tinh thì cắm điện vô test cho anh em ha. Đầu tiên có con khoan từ, khoan từ nói chung là bữa giờ để cũng không có vệ sinh dễ xiết gì nha, đem trong kho ra luôn. Khoan từ này là của Ata, cái động cơ là của Toshiba, cái động cơ là nó 100V, cái này 100V hết nè, tua có 370 vòng, rất là chậm anh em. Đó, khoan là mũi 25 anh em ơi, 25 ha, là mũi con nha. Đó, này là cái kẹp này, kẹp 13, ví dụ anh em khoan mũi lớn thì anh em đóng cái kẹp này ra, anh em đút con trực tiếp vô luôn ha. Kịp điện chưa, thử hết chưa? Rồi hết chưa? On chưa không biết. Để đi rồi. Chưa hết đúng không? Rồi hết rồi nè anh em. Rồi dở lên coi. Thì dở thì đó thấy không? Nhắc lên cái chân lên luôn anh em. Thấy không? Rồi chạy máy luôn. Dầu mở thôi nè ha, điều khoan thôi, này là cơ nha anh em ơi, không tự động nha. Đó, ít cứng cừ ha. À, con này thì giá tình thương anh em ơi 3,5 triệu nha, anh nào cần gửi em, nói chung là 3,5 triệu chưa bao giờ vận chuyển nha anh em ơi. Đó, máy chạy là ok, hoạt động ngon lành hết, điện 100V anh em lưu ý. Rồi tiếp theo anh ơi, có con tời nè, còn một con duy nhất, qua con kia anh kia lại hốt luôn à. Con tời này thì điện 100V nha, điện 100V nè. Tời này thì nó tốc độ cực nhanh luôn anh em ơi ha, 28 m/s, nó chạy là 100 kg anh em ơi ha. Con này là nó chỉ nó cẩu 100 kg, nhưng mà bữa em test thử 120-150 test được ok, không làm hết. Rồi bấm lúc nào ra nha, bấm ra xả ra. Rồi vô rồi. Anh em lưu ý anh em, cái con mấy con này thì nó không có ngắt anh em. Rất nhanh luôn anh em ơi. Rồi, vô đi. Mấy con này nó không có ngắt anh em, nên anh em bấm thì lưu ý ha. Đó. Nhưng mà chạy rất nhanh, con này anh em mà làm xây dựng nhanh lắm, đi nhanh cực kỳ luôn. Nha, tốc độ nó tới 28 m/s, anh em thấy chạy mà một bao xi măng, hai bao xi măng anh em chạy từ dưới đất lên lầu 1, lầu 2 anh em chạy chưa được 20 giây nữa lên tới rồi nha. Đó, rồi con này giá 2,000,000 nha anh em ơi, 2,000,000 nha, và lưu ý điện 100V nha nè, 100V 2,000,000. Rồi nguyên cái lô điện luôn. Rồi mấy con này bữa còn mấy con nè, bữa giờ bán cũng được, bữa quay lại anh em ba mua mấy con rồi ha, còn mấy con thôi. Thì đem ra chiếc này điện test thử cho anh em ha. Này bữa nào mua nhám về mới mình test nữa mới sướng. Thì một hộp nó ra gồm gì anh em? Một cọng dây này, cọng dây này để anh em vô nước, không nếu anh em mày nước thì vô nước ha, còn không vô nước thì thôi, anh em mày khô. Đó, và cái máy nó sẽ như vậy ha. Nguyên một combo này, ở trong đây nó có dây đai kéo qua đây để dây đai hay gì không biết. Nó kéo qua đây để nó chạy rulo này, anh em gắn nhám vô đây ha. Khỏi khỏi đi. Rồi kiếm điện dứt thôi, quay qua bên kia nè. Con này thì điện 100V anh em ơi, tua 2300 vòng ha, 2300 vòng trên phút.
công suất là 340W ha. Phụ kiện kèm theo nó gồm bao tay bao gì nè. Rồi, đây đây. Xài rất đi nha nè. Ba trăm mấy chục watt thì anh em gắn cái mạch vô thì tôi xài cũng được anh em, nhưng mà em sợ là ví dụ như anh em chạy mà lâu nó nóng thì không tốt thôi, nhưng mà anh tốt nhất anh em nào bao anh em là cao su không bị lão quá nha anh em ơi ha, cao su không bị lão quá, không chóc không gì hết, chóc thì em đền cho anh em cái khác ha, giá 1,5 triệu anh em ơi. Và anh em nào nào không xài cái ví dụ như anh em xài mà kẹt cảnh cần cái máy này, dặn tháo ra, tháo này mấy ngóc ký này nè, rút ra đây ha, nó có nguyên một cái cụm lê gì rút ra gì anh em, thành một cái máy mài 125 anh em ơi, 125 gì đó, rất ok nè. Ừ. Inru à, hàng mới chưa xài nè, Vitachi nha anh em ơi ha, đó giá 1,5 triệu cục này anh em ơi, 1,5 triệu cục ha, không có nhiều nhiều anh em. Hồi xưa mình về cái lô này nhiều lắm anh em, tám mấy cục này á, mà mình bán nói chung là cũng nhiều ha. Đó. Giờ còn có chừng mấy cục à. Đó. Anh nào cần thì ở em ha. 1,5 triệu cục anh em ơi. 1,5 triệu cái máy vậy. Rồi. Tiếp theo anh em ơi. Theo có mấy cái quay cho anh em. Ủa sao tối chưa? À trời chuyển mưa luôn à. Ủa em đang gói gì ạ? Cái búa gì cha cán mà cha chưa? Có, để đi anh cha anh gói cho. Rồi, ok. Thùng đạn có 3 size nha anh em ơi. Nha, 3 size luôn. Nay để ra chi tiết cho 3 cái gì cho anh em dễ hình dung ha. Cái size này là size 7 lít ha, nhỏ nhất trong đây. 7 lít thì chiều dài nó từ đây ra đây là 28. Chiều cao từ đây xuống đây là 1 tấc 8. Chiều rộng nó từ đây qua đây là 1 tấc rưỡi ha. Thùng thì em cố gắng lựa thùng đẹp nhất giao dư trước cho anh em ha. Tại đây anh em thấy số lượng cũng còn khá nhiều nha anh em ơi. Đó. 300.000 một cái như gì ha. Đó, 300.000 một cái gì. Đó. Thùng này, rất đẹp luôn ha. Tròn cao su nè ha. Tròn cao su cho anh em ha. Không có bị vô nước nha. Con thùng nào mà vô nước là em đền cho anh em thùng mới ha. Đó, đền thùng mới luôn. Đó, anh em thấy ha, đặn vô rất là cứng vậy nè. Rồi, 300k. Tiếp theo, thùng này thì lớn hơn anh em ơi, thùng này có kích thước nè. Dài nó 47 ha, rộng nó 16, cao nó 26 anh em ha. Đó. Cái thước này nè, rất là to ha. Cái này nó có sóng này để cho anh em nó không có bị ấy nha, không có bị thùng rất là dày dặn. Đó. Cái thùng này thì ron đây ha. Ok, mở tay nắp, mở nguyên cái thùng ra luôn anh em. Đó. Ha. Bên trong mà chưa vệ sinh rồi nè, cũng rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó. Nè, để nè ha. Đó. Rồi, thùng này giá 800k anh em ơi. Thùng này thì số lượng cũng không còn nhiều. Thùng 7 lít này nhiều, thùng này nhiều nha. Thùng này thì thùng này với thùng này ít. Rồi, tiếp theo. Cái thùng lớn nhất ngày hôm nay, thùng này là 37 lít. Đây kích thước nè. 47 cm. Dài là 47, rộng đây nè, từ đây qua đây nè là 20 cm. Rồi từ chiều cao lên là 37 cm. Đó. Đây nó có dập chữ nổi nè, 18M548. SAC đó. Này, đây chưa lao nè. Nè. Thể tích nó nè anh em, 0.037 mét khối ha, 37 lít anh em. Nó nặng cái thùng này không nặng 7,4 kg à. Đó. Nhưng mà nó để đồ vô nữa nặng 40 mấy ký, 42 ký, hai tay xách nè, có cao su ha. Đó, rồi. Đây, nắp nó đây ha. Cái ròn nó rất là dày anh em ơi. Con này rất là dày ha. Đó, thùng ha. Cái thùng nó có móp lỗ chỗ đó gì. Nha, rất đẹp anh em ơi. Rồi, thùng này thì 1,2 triệu thùng anh em. Đúng rồi, nó cấn nè, có dấu cấn. Rồi. Ok. Tiếp theo về biến tần thì anh em lưu ý biến tần lúc nào mình cũng trong kho cũng có hàng anh em ơi nha. Từ bao nhiêu ngựa thì anh em cần thì ở em ha, nhưng mà lô này thì về thì có cái này sẵn quay cho anh em ha. Cái này Yakawa anh em ơi ha, Yakawa nó 3 kW anh em ơi. Này anh em có thể xài được 2.2 kW đồ lại, 3 ngựa đồ lại ha. Đó, này chạy tải nặng ha, trâu bò luôn anh em ơi ha. Đó, cái cục này giá cũng rẻ anh em ơi, 2,5 triệu à ha, 2,5 triệu cục. Rồi, này biến tần 380 anh em, 2 kW anh em, 900.000 cục anh em ơi. Ha, cái gì nè,
Đó, hàng này hàng mới nha, ổ hàng cũ nhưng mà hàng của China anh em ơi, của Xin ha. Đây 2kW anh em ơi, cái dòng này nè là cái ampe nó là 4.2 ampe. Đó, hai ngựa ha, anh em lắp cho những cái động cơ hai ngựa đâu lại ha, giá 900.000 cục nha anh em. Đó, này tài liệu đầy đủ hết, anh em nào cần tài liệu em gửi tài liệu qua cho anh em hướng dẫn ha. Ủa hồi tối rồi tiếp tục ngày hôm nay là có cái lô cưa này phải nói xuất sắc anh em ơi ha, xuất sắc luôn, có mấy con thôi. Đó, quay chi tiết cho anh em mấy con cưa xuất sắc luôn. Đây à, quay đi. Đầu tiên con này là con cưa tay cục anh em ơi ha, thông tin kỹ thuật nè, BMS 330B. Đó, BMS 330B. Để anh em lưu ý nha, mấy con cưa này là điện 100V hết nha. Ủa vậy hai thì hết nha anh em. Anh em xài xăng pha nhớt tỷ lệ là 251. Đó, cưa này thì phù hợp cho anh em nào xài gia đình ha, leo trèo cắt cây, cắt nói chung cắt nhánh cắt đồ ha, tay cục mà bô nè anh em thấy cũng khá ok ha. Tanaka ha, con này thì có phá lam nha anh em ơi. Đó ha, phá lam ok ngon lành hết rồi. Tặng cho anh em mấy cái ốp lam luôn ha, ốp lam này. Đó, xích con này khá bén nha, về xài luôn không phải phải làm gì thêm anh em ơi, xích này khá bén. Rồi con này thì em test luôn, báo giá luôn cho anh em ha. On, on là bật lên chứ. Máy cưa thì khi khởi động thì anh em lưu ý vậy nè, thường thường mấy cưa nó sẽ có cái núm này nè, anh em kéo le ra ha. Còn em là đỏ nổ rồi thì em không làm chuyện đó nữa, nhưng mà anh em lâu ngày anh em xài là anh em phải kéo cái le này ra nè. Đó, bóp chừng 5-7 cái ha, rồi giật giật kia cũng nghe cái hiện nhẹ, cái anh em đóng cái le này lại ha. Đó, rồi anh em giật là chạy thôi. Rồi con này em bán giá 2 củ ha, 2 củ anh em ơi, quá tình thương luôn anh em, mà giá chưa bao gồm vận chuyển ha. À, và đặc biệt anh em nào mà mua cưa anh em thì tặng cho anh em một cây dũa nè, một cái đôi tiếp mở buri nè. Đó, hai món đó bao lam luôn à. Đó ha, ok quá đẹp ha, quá lam đầy đủ luôn, con này quá quá ok luôn anh em ơi. 2 củ rồi, tiếp theo con số 2 một con Magu Yanma. Anh nói là con này thì tầm trung rồi, anh em xài nói chung là một cây cưa phụ để mình đi khai thác, đi làm nghề được luôn ha. Đó, Magu Yanma. Rồi đi ra con, cái mưa nó sợ anh em ơi, con chó này mưa đặc biệt, mưa cái là nó sợ, chuẩn bị mưa tới là khó hù luôn quá. Đây Magu Yanma đẹp, con này đẹp cực kỳ anh em ơi, tí dạ con đó, vàng đen ha, này máy đứng luôn anh em ơi nè. Con này có thưa model là MCV 3051 ha, Magu Yanma. Để mở cái nắp này ra cho anh em xem nè, con này đời cao gút ngàn luôn của Magu anh em ơi ha. Magu Yanma nó có nhiều sản, bên Nhật nó sản xuất nhiều thứ lắm, máy rửa, máy xịt, xịt thuốc rồi. Ủa này giống chó nó cắn vậy, trời ơi, để nhà mà chó nó cạp nè anh em ơi, trời ơi à, quá ok luôn ha, chết là tao hù quá, thấy không, quá đẹp luôn anh em ơi, quá đẹp, quá đẹp. Đó, ha. Nè ở dưới nè, thường ở dưới đó, nó xài nhiều á, cái này nó sẽ bị cưa banh hết anh em, hoặc là nó chạy lâu ngày nó bị xích bọng gì, nó sẽ va chà đập vô đây nó sẽ mớp méo cái ba cái vấn đề này, nhưng mà con này quá vip luôn nè, cái mặt trước đó nè, rồi cái bô nè, thì chứ thời buổi giờ hàng hóa không về mà có được mấy con máy này là phải nói là phải là khó khăn nha anh ơi. Đó, tem đầy đủ hết, ăn ốc phá lam. Đó, à, con này lam 4 tấc nha anh em ơi, 40cm nha. Đó, phá lam đầy đủ nè. Đó, đây thông tin ở đây nè anh ơi, con này thì 34.9cc nha anh ơi, tầm 35cc. Đó, nặng 4,2 kg. Đó, tốc độ xích nó 5.6m/s. Đó, quá đẹp luôn, tem mạc đầy đủ luôn, hiếm có mấy con như vậy lắm anh em ơi nha. Thời buổi khó khăn hàng quá không có về mà như vậy thì hàng như vậy thì quá ok nha anh em ơi. Rồi ok nè, kéo le nè, đó giật ha,
sắt bật lên. À, chưa bật công tắc anh em ơi. Đây công tắc nè. On off nè. Anh em nhớ cái vấn đề này nha anh em ơi. Giữa xích và một cái đầu bở tiếp bở bugi nha anh em. Anh em chịu khó nghe nha anh em ơi, mưa lớn lắm, mưa chỗ em đang mưa lớn lắm rồi. Ra lấy mấy cái nón vô em để hồi nước ướt cái đầu ướt hết. Anh em chịu khó nghe giúp em nha. Trời mưa quá mưa rồi. Rồi hồi em sẽ gắp cái này vô sau anh em ơi để tránh mất thời gian của anh em ha. Rồi, tiếp theo đây anh em ơi, một con cũng siêu vip. Nói chung là cái vàng này em quay cho anh em là vip không anh em ơi. Em tiễn những con mà phải nói là biết luôn. Siriwa 353. Con này hệ của anh nào Siriwa, thích Siriwa thì giúp con này nè ơi. Màu đỏ hay đỏ ao đỏ rất là đẹp luôn ha. Con đất nè, một lên on nữa thôi quên nè. Đó. Này là kéo nghe nè. Siriwa 353 hai ốc khóa lam ha anh em ơi. Con này có xả áp luôn nè anh em ha. Đó, tay nhựa ha. Rất là đẹp luôn. Con mặt trước nè. Đây, bộ đen ngung luôn nè, đen mà kiểu mà đen zin của nó anh em, đen chưa xài nhiều á anh em ha. Lam này đang nhiêu ta? 40 luôn anh em ơi. Xích này xích mới luôn anh em ơi. Xích L3 là xích gì ta? Chuột à? Ha. Xích mới luôn nha anh em ơi. Cái này anh em về là mua lại con xích nè. Quá đẹp luôn. Có ốp lam zin của nó luôn, Siriwa luôn nè. Con này giá cũng bình thường luôn. Mở nắp cho anh em xem luôn nè. Anh em chịu khó quay coi cho nó thấy nha. Chắc hồn lắm anh em thông cảm nha anh em ơi. Mưa quá mưa. Đó. Đẹp ghê không? Đó. Cái lượt nè. Nói chung máy là đợt này em tiễn không anh em ơi. Nói chung là đi mua lựa từng con lên anh em ơi. Giá nên giá nó rất là cao anh em. Giờ để cho anh em mấy cái giá này là cũng là rất là hợp lý nha anh em ơi. Hợp túi tiền và hợp hợp cái mình xài nha anh em ơi. Con này thì anh em xài gia đình là quá tuyệt ha. Xài gia đình, ví dụ anh em nào xài nghề thì đem theo con này nhỏ nhẹ để anh em cắt khi mà hạ cây xuống rồi thì em cắt nhánh cắt đồ thì rất là ok ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ cho nổ nó anh em ơi, kéo le ha, nhớ bằng tắt nha anh em ơi ha. Cái điều quan trọng nhất á, à dòng dây vật nè, anh em thấy dòng dây vật không, trắng phiếu luôn ha. Đó. Đó, khi mà hiện xong rồi anh em đẩy vô ha. Đây. Để em nói cảm nhận em khi mà giật con máy này anh em ơi, máy con này nó bốc cực kỳ luôn anh em. Em nghe cảm giác nó bốc hơn cái con Magu này nữa. Bốc mà nó quá phê luôn. Anh em mặt trước nè, mặt trước này chạy miếng nha anh em ha. Nó có đóng tem nè, hình chết nó đóng đây luôn ha. Siriwa 353 quá viết luôn. Con này mình sao nghe nó lực dữ rồi trời. Một cây vũ xích, một cây mở bugi anh em ơi. Con này em bán giá 3 triệu nha anh em ơi, 3 triệu ha. Nói chung về mấy cưa bên em bán là anh em khỏi phải chê anh em ơi. Nói chung giá cực kỳ thì hợp lý, cực kỳ vừa túi tiền anh em xài ha. Rồi máy bên em có rất là nhiều dòng luôn. Anh em nào mà cần nhỏ, bự, lớn, bé gì thì em đều có.
Và đặc biệt ở đây em có một cây lớn, anh em nãy giờ coi mà coi video mà thấy con này nhỏ quá, ok giúp cho em ngay con này đi, Cubana 61 ha. Con này thì dành cho anh em khai thác nha anh em ơi, làm nghề ha, rất là to luôn. Thông tin kỹ thuật cũng nằm đây. Ủa ngược rồi. Đây. Tối quá luôn rồi anh em ơi, mưa rồi. 61cc anh em ơi, con này nặng mấy ký ạ? Có ký là 8kg ha, 8kg là chưa làm xích nha anh em ơi. 8kg là mấy ký vậy? 6kg. Tại tối quá rồi, trời mưa nữa, hơi ồn ha. Và đặc biệt con này thì rất đẹp anh em. Ha. Đó. Dưới đây nè, mặt dưới không chạy xước gì nhiều anh em ơi. Ha. Em chết đóng đây nè. Cubana 61 nè. Made in Sweden nha anh em ơi. Cubana là dòng của Sweden. Con này thì chỉ có cái lỗi đây là nó mất cái Ủa cái dòng này vậy hả? Cái dòng này không có cái trắng lam anh em ơi. Dòng này lạ ta. Nó có qua nhông không ạ? Không. Trực tiếp luôn. Nè anh em ơi, vô ha, bên trong nè rất đẹp luôn anh em ơi. Này không có làm ha. Cubana. Đó. Professional. Rất là chuyên nghiệp anh em ơi. Con này thì lam nó 6 tấc à? 6 tấc. Lam 6 tấc nha em ơi. Xích nè, còn bé ngót nè, lam Latin nè. Mũi lam nè ha. Đó. Anh em chịu khó giùm em anh em ơi, mưa quá ồn ha, ồn hơi ồn, anh em thông cảm nha. Rồi ok. À, bật ra là on anh em ơi. Bật vô là off. Thấy không? Đúng rồi. Bật ra on ha, kéo le anh em ơi. Rồi giật ra. Này giật nặng không biết. Rồi rồi cái ơi. Ô hơi. Hơi nghe ọc ọc anh em ơi. Hả? Để ra vô. Ốc xăng rồi. Máy chạy rồi bắp ra không có. Ây da, con này giật nghe nặng nha anh em ơi. Máy lớn mà. Đừng bắp, đừng bắp ra. Bắp chừng ta đào dưới kìa. Tư vấn cho anh em một phát nữa nha. Trong kho em cũng còn rất là nhiều máy trong nha. Ok, tiếp theo anh em ơi. Tiếp theo thì có mới dây thì quay cho anh em á. Đó. Dây này dây cẩu anh em ơi, mình đã soạn ra đây nè. Thì dây mình có một loại, hai loại, ba loại, bốn loại dây anh em ơi, bốn loại dây ha. Một dây này thì cái cuộn này thì 7 mét anh em ơi, 7 mét mà nó nhập đôi lại anh em ha. Và cuộn này nó chịu tải được 3 tấn, nếu mà nhập đôi là vậy, nó kéo sức kéo nó được 3 tấn nha anh em ơi. Dây thì bản nó là 55 ha. Anh em nào mà nhà mà có mấy cái cảo mà nó thiếu dây hoặc là dây lâu ngày nó bị đứt á thì mua cộng này về ha. Đó. Đây nè, thông tin kỹ thuật nó anh em đét đây nè. Hàng này hàng xuất nước ngoài anh em, sản xuất tại Việt Nam nhưng xuất nước ngoài nha anh em ơi. Ha. Đó là rất là chắc chắn nha. Đó. 7 mét. Dày 55 ha. Nè, này sản xuất ở Bắc Giang nè anh em, có của công ty này nè. Đó. Công ty nè, công ty chuyên sản xuất dây beo nè, dây cẩu hàng nè. Đó. Ha. Đây. Nó tròn gì nè anh em.
chiều được 3 tấn nha anh em ơi. Đó anh em cậu kéo dài được 3 tấn. Đây 7 mét. Đó, ha. Một cuộn như vậy á anh em. Em bán cái này bán hai cuộn anh em ơi, hai cuộn này nè. Đó, cuộn tròn về hai cuộn này là 150 càng ha, 150k. Rồi. Tiếp theo cái loại thứ hai anh em ơi. Loại thứ hai là cái dây cẩu hàng. Dây cẩu hàng 1 tấn dài 5 mét ha. Này có dây có dây màu xanh, có dây màu trắng ha. Tấn dài 5 mét. Đây. Em lét ở đây nè. Tối quá. Đó, 1 tấn dài 5 mét đây nè. Ha. Dây này 2021 anh em ơi. Ha, cộng dây này thì em bán 100 ngàn một cuộn anh em ơi. Ha. Anh em nào mà đi cổ đi đồ mà cần mấy con dây để kéo hoặc là ấy, không nhất thiết là mình cẩu ha. Đó. Thì cần mấy con dây này đó em, 100 ngàn một sợi này, dài 5 mét, chịu được 1 tấn rưỡi anh em ơi. Ha, kéo được 1 tấn rưỡi. Vậy nếu mà anh em nhập tròn lại anh em cái cẩu á thì nó chịu được 3 tấn ha, gấp đôi lên ha. Rồi. Đó là con dây thứ 2 đúng không? Tiếp theo dây thứ 3. Nói chung là mấy dây này là đều có số lượng nha anh em ơi. Anh em nào cần bán lại hoặc là mua về số lượng nhiều quá thì vẫn có đủ ha. Đó, có mấy túi lận. Rồi, dây số 3 đây anh em ơi. Số 3 là một cộng 2 tấn. 2 tấn dài 7 mét nha anh em ơi. Đây, em lét đây nè. Đây. Ha, đây. 2 tấn này nhân 7 mét nè, hệ số an toàn này rất cao luôn, 71 nha anh em ơi. Đó. 2 tấn đây ha. Này sản xuất 2021 luôn anh em ơi, tháng 10 2021 nè. Ha. Đó, có bạc nô. Dây 2 tấn nó rất là dày anh em. Cộng dây 2 tấn nó so với 1 tấn rưỡi kia rất là dày luôn, nó dày hơn nhiều lắm anh em. Mà cái bảng nó bự hơn nữa. Ha, nó nặng hơn nhiều luôn. Cái cộng này á thì nó nặng 2,5 kg nè. Ha. 2,5 kg. Cái cộng này thì nó nặng tới cộng này 2,5 kg, cộng kia có 1 kg lô à. Đó. Và cộng 2 tấn thì đây nó mai nhập đôi cái quai cầm nè. Cộng cái dây 1 tấn rưỡi kia không có. Ừ, cái đầu dây 1 tấn rưỡi à. Nè, đầu dây 1 tấn rưỡi là không có anh em ơi. Nha, đầu dây 2 tấn nè. Nó nhập tại vì nó mai thêm cái giải này nữa. Đó, ha. Rất ok. Thì dây này dài 7 mét đó anh em nào mà đi cổ kéo đồ cần mà một cái cộng dây để kéo lầy lúng đồ rất là ok, giá cũng rất là rẻ anh em ơi. Thay cho cộng dây xích nha, dây xích anh em mua giá cao lắm. Dây xích là anh em mua một cộng 5-7 mét thôi là nó đã 8-900 ngàn ha, 5-7 mét 8-900 ngàn để kéo. Còn cái cộng này thì rất là rẻ ha. À, nó chỉ có 200 ngàn thôi. Rồi. Tiếp theo cái cộng số 3. Cái món thứ ba em muốn giới thiệu cho anh em là mấy cái cộng lớn anh em. Cộng này nó tới 10 tấn là ủa 6 tấn. 6 tấn 10 mét anh em ơi. Này. Cộng này 6 tấn 10 mét xanh với vàng ha. Giống nhau nè ơi. Xanh vàng. Mềm mập mà, mấy con dây này mềm lắm ha. Cùng một thương hiệu luôn anh em ơi. Nè, thấy không? Bọt ta ha. 6 tấn nè. Anh em u là tròn gì là 12 tấn. À. Con này cộng này 201 luôn em ơi. À theo chuẩn 201. 10 mét đây, cộng này dài tới 10 mét là nghe đây ha. Đó. Cộng này thì mấy cộng này là 2017 anh em ơi, thường 2017. Đó. Ok. Một cộng như vậy thì em bán 850 anh em ha, một cộng dài nè. Đó, 850 cộng 10 mét anh em ơi. Bản nó 1,5 tấc nha. Rồi, đó là dây anh em ơi. Ủa bắt cái đèn ăn sao bắt được không ta? Bắt quay ăn sao còn mớ này là búa thôi anh em chứ không còn gì anh em ơi. Búa thì em quay rất là nhiều video rồi. Bây giờ mình quay sơ lược thôi anh em, mà có xem cái video này thì nếu mà thấy cần đó thì ới ha. Búa tạ 2,2 kg nè, này 250 cây của The Watt ha. Đó. Em quay sơ lại thôi tại cái máy này em cũng quay nhiều rồi. Đây 2,2 kg nè. 250 cây anh em, 2,2 kg, cán The Watt ha. Cán này dài khoảng 3 tấc mấy. Ha. Hôm qua em mới chà được mớ cán búa này đây anh em ha. Chà rất ok nè anh em, dán keo nè, rất là chắc luôn nha. Đó, 12 OZ nè. Ví dụ chà cán gì là 120 cây anh em ơi. Anh em mua mấy cây mấy ha. Rất là vừa tay luôn anh em ha. Rất là ok nè anh em thấy không. Dây xịn nha ha. Dây xịn nha, dây chịu áp 253 Max EU đàng hoàng ha. Đây hôm qua mình chà được mớ. Đây 16 OZ là bự hơn nè. Đó. Cái size này là 12, 16, 20
20 chưa cha, 28. Đó, 16, 12, 16, 20, 28. Mình tra được mớ nè. Tra cũng rất là đẹp anh em. Đó, mình cắt chưa có đẹp nữa, cắt đẹp đẹp nữa, tra đẹp hơn nữa anh em ơi. Cây này là cây 20, 22 gì nè. Đó, tra cán gì rồi 120 ngàn cây anh em ơi. Đó, còn mai này chưa tra cán gì thì combo 3 cây từ 20, 20, 16, 12 thì 250 cây. Đó, ha. Cái cây này nó là quá ok luôn. Đẹp anh em ơi. Mới lo đâu đó. Đó, qua nè, keo này em đổ keo chó thôi chứ không có gì hết. Nè, em ngồi em cắt nè. Đó. Dao cắt cao su nè. Đó, đầy đủ. Rồi. Búa tạ bự thì vẫn còn nhiều nha. Búa tạ 5 kg mấy nè anh em ơi. 5 kg mấy thì còn rất khá là nhiều nha. 5 kg 7. Này 5 kg 7, 5 kg 8 anh em ơi, 650 cây. Ha. Đó, số lượng đây. 5 kg 6, 5 kg 7 nè. Số lượng là mà hàng đẹp không anh em ơi. Bóc cây nào cái đó lên đẹp cực kỳ ha. Đây em thấy không, rất đẹp ha. Đầu nè 5 kg 7, anh em nào mà làm bên cần lên bên máy móc cơ giới lớn mà cần mấy cái búa đập á thì cầm quất cây này cán dài 8 tấc rưỡi ha, 500 ngàn cây, 500 rưỡi chứ. Rồi quất chim đây anh em ơi, quất chim còn ít nè, quất chim thì 500 ngàn cây anh em ơi. Đó, à, búa em sắp ra rất là nhiều, còn mấy này là nó chưa xử lý qua sơn anh em ơi. Rồi đây mới búa tạ đóng đập tường anh em ơi. Ha, tạ đập tường đẹp lắm anh em. Anh em nào thích thì dứt lô này ha. Là đập tường nè, của hát ha, cán dài 8 tấc rưỡi nè, cao su nè, cao su găng găng nè, cầm không có trượt trơn gì hết. Đó, chốt cộng anh em thấy không, đầu 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 từ đầu bình thường nè, chốt cộng nè. Cán này cha là không bao giờ sức anh em ơi ha. Anh em đập nghe sướng ha. Đập nghe không có tức tay anh em ơi. Nghe bể gạch luôn quá ta. 500 ngàn cây ha. Rồi. Điều bọng rồi ha. À, anh em nào thích Milwaukee mua Milwaukee, thích hát mua của hát nha anh em ơi. Ha. Hàng hát nè. Cái cây 22 thì nó đẹp. Ha. 21 thì nó không đẹp lắm. 21 đây. 16 đó, ở 20 đây ha. 20 thì không đẹp lắm mà nó toi hết rồi, cái cây này toi hết rồi, cứng lắm, rất là cứng như nè. Đó, ủa cái đóng 16 mình đâu, à đóng 16 đây, trong cái lô này thì 16 thì nó phù hợp nhất anh em ơi. Đây 16 Z đây. Ủa 16 Z có cây này tra cán rồi nè em, nè có cái này đi nè, mình tra cán vô nè. Ha, cái này toi hết rồi, cứng ngắt rồi, đã lắm. Đóng rất là sướng luôn. Dưới cắt mét dây nữa mà. Này dưới mét dây nữa mà. Có chứ. Rồi mấy búa tạ mà có đầu chạy đá nè anh em ơi ha. Có hai size, size lớn thì size 5 kg 7 thì 550, còn size mà 4 kg 7 thì 500 ha. Chiều tạ thì 600, chiều tạ còn mấy cây anh em ơi, hết luôn à. Lô này còn có 4-5 cây nè. Ha, điều này anh em chạy củi rất sướng luôn, mình bán rất là nhiều, rất nhiều người anh review rất là thích ha. Rồi còn điều này thì 500 ngàn cây, điều này để chặt cũng được, anh em mài bán để chặt, còn anh em không mài bán thì anh em để gì anh em chạy củi bình thường ha. 500 rưỡi. Rồi ok, làm một cái video nhẹ nhẹ đâu trước khi ăn lễ đó anh em ơi, thì anh em nào mà đang xem video cho em thì cho em một lượt like, một lượt tim nha anh em ơi ha. Đó, trời mưa nữa, mưa quá trời luôn nè. Đó, thì trước khi kết thúc video thì em xin chúc cho anh em có một ngày kỳ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 thật là vui vẻ ha. Nói chung là vui vẻ, chơi với gia đình vui vẻ anh em ơi ha. Ăn chơi cũng vừa vừa thôi anh em ơi, để còn sức mưa mốt vô cày tiếp anh em. Rồi ok, cảm ơn em ha, chào tạm biệt em nha, bye bye.